Rồi, chào bạn đến kênh của Tiêu Châu mình. Thì theo lời yêu cầu của bạn thì bữa nay mình sẽ cái này, cái này nóng yêu. Thôi cả. Bữa nay mình sẽ giới thiệu bạn cách sơn sơn chậu ha. Thì ở đây tiết kiệm thời gian thì mình đã chuẩn bị sẵn pha sẵn sơn sơn rồi. Thì các bạn cứ pha tỉ lệ sao mình để cho nhiễu nó kẹo đi nè. Đó. Pha nó kẹo để mình lấy cái cọ rồi quay ra. Thì các bạn pha miễn sao mà cảm thấy nó kẹo là ok. Các bạn có cái chén cũng được. Thì giờ mình sẽ chỉ công thức pha ha. Mình sẽ sơn cho bạn xem sao. Thì cái này là mình thường mình chế nửa bình xăng thơm. Đây là xăng thơm. Xăng thơm các bạn 20 mấy ngàn lít nha, chứ phải xăng công, không phải xăng công nghiệp đâu nha. Xăng thơm và bột sơn nè. Thì bạn thấy bột sơn đúng không? Bột sơn nó có màu đỏ y như nghệ vậy bạn. Bột nghệ đỏ. Và cái chất cứng. Chất cứng thì bạn mua ít thôi nha. Mình mua một chai này là 20 ngàn. Mua chai thôi nha. Đừng mình sao nãy mình pha hết hơn nửa chai rồi. Thì bạn được pha nhiều, cái cứng bạn pha nhiều nó không có mua nhiều nó sẽ đông ấy. Và dầu bóng, dầu bóng thì các bạn xương ít thì các bạn sẽ mua ít thôi, còn xương nhiều bạn bạn xe đây nó có số luôn nè, là 4 số 4. Và bóng mio 4 số 4 nè, nó 4 số 4. Hoặc các bạn mua chất cứng á, chất cứng này nó cũng có mã số đây, chất cứng này cũng có mã số là 405 chất cứng mio. Thì bạn muốn mua này mua thì mua bạn mua bình cũng được, mà xương ít thì bạn mua bình thì thôi, bình mua cỡ 10.000 20.000 như bạn cái sơn được rồi. Bây giờ mình sẽ sơn nha. Thì mình nói vậy với bạn có gì bạn chưa hiểu thì cứ comment ở dưới video mình nha. Tay mình hơi nhớt mình mới sẽ sơn xong. Này lu bu chuyện quá, giờ cũng tối rồi. Thì tranh thủ sơn cho bạn xem. Đây, giờ mình sẽ lấy cái chậu sơn trước ha. Cái chậu này mình mua về chợ về người ta bán cho mình mà người ta không có sơn được bạn. Người ta bán cho mình mà tại cái sơn người ta nó không có bóng, không đẹp như sơn mình đâu. Mình có bắt buộc mình phải sơn lại. Mình phải sơn lại cái chất sơn mình đúng không? Cái này các bạn cứ lấy cọ bằng quét thì quét đều tay thôi, thì sau này nó sẽ tự nhiên nó sẽ bóng lên thôi, chứ nó không có gì là quan trọng hết. Nó khô là nó sẽ bóng hơn, khô là tự nó sẽ có cái chất bóng lên thôi. Để mình ngửi quét cái này nó cũng đơn giản lắm mà bạn pha sơn thì có nhiều anh em comment lên anh hỏi thì có công thức sao, mình cũng nói thiệt là này nó không có công thức gì bạn chỉ cảm thấy bạn pha sơn nó vừa đủ thôi. Nhưng quan trọng là bạn phải biết mua những cái thứ này nè, ở thứ này những ở chỗ tiệm bán sơn mio ấy là đều có hết nha bạn, ở tiệm sơn mio. Giờ bạn mua về thì bạn sơn thôi, bạn pha cho nó cảm thấy nó vừa kẹo kẹo như mình nè. Để mình sơn xong cái chậu này mình sẽ giới thiệu cái đầu kẹo ra. Thì bạn có thể nó đừng có đặc quá và đừng lỏng quá. Lỏng quá thì bạn sơn nó sẽ mỏng, lớp mỏng nó sẽ không được bóng. Mà đặc quá các bạn sẽ khó sơn, nó sọc. Đó. Thì bạn pha theo tỷ lệ của bạn thôi, chứ cũng không có gì là quan trọng lắm. Còn chắc bóng cái bóng này bạn mua nhiều thì nó bóng nhiều. Và cứng thì nó cứng nhiều thì nó sẽ mau cứng thôi. Ôi xíu nằm làm mình quăng lũ chậu này luôn á, cầm một vừa nói vừa quay vừa cầm tay khói sơn bạn, mình sẽ bỏ đây nè. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu bạn xem ha. Thì mình đây mình đã pha một hũ, mình tới xin sơn hết mấy cái chậu nào mình thay những cái chậu mai, năm nay mình sẽ làm cái clip thay những cái chậu mai đang có nụ cho bạn xem nữa. Thôi cái đó để bên nào mình nói đi, giờ mình sẽ nói này. Chứ có nhiều bạn không dám thay kiểu đang nụ đâu. Đây bạn bỏ lên ha, bạn lệnh lên thấy nó nhiễu giọt ha. Chứ đừng lỏng như xăng là không được các bạn, đừng lỏng như xăng nha. Mà bạn nhớ phải thường xuyên quay quậy nha. Vừa mình lưa giúp lúc vừa sơn mình phải vừa thường xuyên quay. Còn ở đây mình mua những chậu sành này thì đây thì mình khỏi phải sơn sẵn, chậu này thì nó sẽ sẵn rồi. Bạn phải lựa những cái chậu mà thích hợp với cái chậu bông của mấy các bạn á, bạn để nó mới thích hợp rồi. Chứ các bạn mà đụng tới bù rải nè tiêu. Nay mai mình sẽ làm cái clip chia sẻ các bạn cái đó. Bây giờ mình sẽ sơn hết cái dàn chậu cho bạn xem. Thì nói chung sơn chậu thì cũng không có gì khó bạn, nó đơn giản thì, chỉ vậy mình chỉ quét sơn bụi cỏ lên vậy thôi là nó sẽ bóng lên bạn ha, lớp sơn. Còn cái màu á, thì các bạn cái bột màu á, thì các bạn pha nhiều pha ít gì nó cũng đậm vậy thôi, nó không có cái tác dụng, nó không có đậm nhiều đâu hết á. Tại cái bột màu đó nó màu tiêu chuẩn nó là vậy thôi. Bạn nó ví dụ nó lỏng quá bạn bỏ thêm màu thêm nhiều bột xíu nó cũng cái camera nó cũng ra cái màu cũng dạng này màu vậy thôi, chứ nó cũng không có đậm hơn đâu bạn lo. Mình mua cái chậu ở chợ về người ta sơn lớp sơn đâu phải là sơn mio, người ta sơn loại sơn thứ mà loại sơn ở trong vật liệu xây dựng các bạn, loại sơn đó sơn vô xài bạc xài được chỉ được mấy tháng nào thôi. Còn mình sơn đây nhiều cái chậu mình sơn bạn thấy nhiều chậu mình sơn mình xài hôm nay có rất lâu luôn mà mình còn vẫn màu vẫn còn đẹp.
đúng ra tay cầm tại vì khó sơn mà mình bỏ xuống vậy sơn vậy nó về nó hơi khó sơn. Hoặc là cái vui các bạn xem cho vui nha. Mình ngồi mình có quét các bạn ngồi xem cho vui. Thì có gì các bạn không hiểu các bạn cứ comment dưới video mình, có gì mình sẽ trả lời cho các bạn luôn. Mình sơn mình quay mặt đít lên về cái mốt là nó đẹp mặt đít nè, mặt dưới nó không đẹp. Đó. Mốt mà mua cái chậu mai phải đặt ngược đít lên mới sao đẹp. Thì đúng là sơn là các bạn phải để nó xuống vậy đúng không? Vậy là mọi người nhìn cái mặt tiền đó. Còn sơn, còn này mình chơi mình lặt mặt đít mình sơn. Thì mai mốt là đa số thì nó sẽ đẹp cái mặt đít, mặt tiền nó đẹp. Đây bạn. Những cái chậu bạn mua chợ vậy là nó sơn này nó sơn vậy thôi. Là cũng mới nè bạn. Như nó sơn cái lớp sơn vậy thôi, mình thấy nó không được đẹp luôn rồi mình sẽ sơn lại, sơn cho đúng cái màu theo cái màu ý mình. Bạn thấy cái nó khác không? Nó khác xa ha, màu mình bóng, còn màu của người ta không có bóng. Mình cầm vậy mình sơn mình vừa nói chuyện bạn thấy nào cũng rất chậu, mình dám cá luôn, hồi nó rớt. Mình sẽ sơn ở dưới đất chứ, sơn trên miệng mình không sơn dính cái tay, chúng mình ngửa lên dính cái tay, sơn hết lớp này là mình sơn. Cái này là sơn được với cái dầu xi măng mà mình giới thiệu bằng sơn với dầu xi măng nha. Nè, như dầu xi măng này nè, đó, mà sơn như là nó sẽ đẹp nè. Sơn mà xem luôn. Đó, bạn phải lấy đồ mà lau sạch bằng sơn nha, lau sơn đó, sơn vô là đẹp. Mình nay mình pha quá trời hậu, pha qua như đây luôn, mình sơn giờ cứ tới tối luôn. Tối như hết. Mình pha cứng tối nè, đúng là cái này sơn là bạn nên sơn ban ngày. Ngày chưa nắng các bạn, cái màu nó sẽ đẹp hơn. Bất cứ loại sơn gì đó, bạn nên sơn lúc trời có nắng là cái màu nó sẽ tươi hơn là bạn sơn cái trời mai trời mát. Mà mình ở đây mình cho sơn chậu xi măng cũng không cần thiết, không thôi rảnh giờ nào sao gì đó thì cũng không quan trọng. Thì sơn cho nó có màu cho nó nhìn dễ coi thôi. Những cái chậu này thì tha vô bán thì đẹp thôi bạn. Chứ những chậu này bạn không có nuôi được đâu. Mai mà bạn nuôi là bạn bắt buộc bạn phải nuôi những cái chậu đó. Chậu này chỉ sơn vô để bán thôi cho ta trưng thôi. Trưng nó rất có thẩm mỹ, nó đẹp. Gì? Gì làm gì thành? Mày mặc cái áo vô cái áo mày giờ này cởi áo như mũi cắn không? Mặc cái áo vô. Thôi mẹ nên mình có giới thiệu vậy thôi. Thì mình tự sẽ tự sơn tại đi hồ sơ vừa nói chuyện các bạn thì nó cũng hơi lâu. Đó cũng ấy cho nên mình sẽ kết thúc video này quá. Mình sẽ tự mình đi làm một mình ngồi thoải mái mình ngồi tư cách ngồi xuống thằng và mình làm cho lẹ. Giờ cũng tối rồi bạn. Tối rồi. Tranh thủ là hồi cái hút sơn này là nhiều quá nó không được. Để mình sơn hết cái này mình sẽ kết thúc video nha. Cái này bằng giấy nó mà cứ quét cọ bằng quét cái đều tay thôi là nó sạch rồi. Sơn lỡ nó có dính tay chứ bạn lấy xăng á, bạn rửa ra hết. Lấy xăng thơm nó bằng rửa cái gì nó không ra. Sơn xem ra bằng rửa nó còn ra. Bạn nó cũng đơn giản lắm. Thì mình lo đeo bao tay này kia độ vướng dấp khó làm lắm. Nhớ sơn bạn hai cái chậu bạn phải quậy sơn cái đều lại nha. Tại cái sơn này nó có cái bọt á, nó sẽ lóng xuống. Nên mình sơn hai ba cái chậu mình sẽ đều lại. Giờ bỏ sơn y mình thôi. Mình sơn như này nó chảy xuống nhiều quá trời. Rồi thôi mình sẽ kết thúc cái video đây nha. Xin chào các bạn, hẹn các bạn vào trong video sau nha. Có gì mình sẽ làm cái clip khác giới thiệu bạn luôn. Thì clip này nó chỉ đơn giản đơn thuần là sơn chậu vậy thôi.
Sau này sẽ có clip mình những clip hay hơn. Chúc bạn xem video vui vẻ. Chúc bạn thành công.